Cảm ơn Hoàng Anh Nguyễn nhá. À nhầm, Hoàng Anh Hoàng. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn Xuân Phúc. Hello xin chào các bạn. Lâu lắm không gặp, nhớ thế nhở. À, uầy, mẹ về quê mấy hôm thôi mà tự nhiên quay trở lại Hà Nội giống như kiểu người tối cổ ấy các ông ạ. Ừ, động vào cái thiết bị hiện đại gì trông nó cứ bị lạ lẫm ấy. Đến cả cái thao tác mẹ bật máy ảnh như thế nào, live stream như nào, chỉnh lại độ nét ra sao mẹ mà vẫn còn rối bời vại đái ra. Chào các bạn nhá, chúc các bạn tối thứ tư vui vẻ. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Hôm mà cái hôm mà tôi về quê, thực ra mấy hôm trước là tôi về quê, tôi về Cao Bằng. Nhưng mà tại tôi cũng chỉ nói với cả các bạn là nhà có việc thôi, chứ tôi không nói với cả các bạn là về quê. Tại vì tôi sợ là có mất trí nhá. Tại vì tôi sợ là tôi về nhà xong lại có các bạn biết tôi về, các bạn lại qua nhà tôi, nó không hay. Ít ra thì kiểu gì thì tôi cũng là từ Hà Nội về, cũng là vùng có dịch về. Nên là tốt nhất là người ta khuyến cáo là khi mà về địa phương thì nên ở trong nhà và không hạn chế tiếp xúc với cả người ngoài. Sao lại 4 năm mới có 4 ngày mà ui, tôi cũng nhớ các bạn vãi đái luôn ấy. Cái hôm đầu tiên tôi về quê tôi còn suýt khóc cơ. Kiểu tôi nằm tôi đéo biết làm gì cả. Thực ra nếu như mà cái cơ sở hạ tầng với cả cái mạng internet ở trên Cao Bằng nó mà cho phép ấy, thì tôi sẽ mang máy về tôi live stream không bỏ một buổi nào ở quê luôn ấy. Nhưng mà cái mạng ở trên đấy nó hơi bị chập chờn, nó hơi bị yếu. Không phải thề, lâu lắm rồi tôi không về quê. Thực ra từ Tết đến bây giờ là tính ra bây giờ là cuối tháng 5 âm, là nửa năm rồi tôi mới về lại Cao Bằng các bạn ạ. Ừ, về thì ngoài cái vấn đề mạng yếu ra nó còn nảy sinh thêm một cái vấn đề nữa, đấy là điện chập chờn. Ừ, tôi cũng đéo hiểu kiểu gì mà nhà quả điện mà nó đéo phải là kiểu bụp một phát là nó tắt luôn đâu các ông ạ. Nó lại còn yếu dần cơ, để mọi người trong nhà cảm nhận được cái sự yếu đi của một cái bóng đèn. Nó cứ kiểu lụi dần xong rồi mẹ tôi bảo là sắp mất điện rồi con ạ. Bụp, mất luôn. Ồ, cú vai đài. Thế là vừa mất điện xong thì ở trên Cao Bằng nó nóng đúng không? Thì may quá mẹ Lý và tôi cũng đầu tư cho quả điều hòa trong phòng ngủ cho bọn trẻ con nó đỡ nóng. Thế là tôi bảo với cả vợ tôi là thôi thì mẹ mất điện nha, thì tôi tranh thủ lên ngủ đi cho nó mát. Ui, vừa mới chạy lên trên phòng ngủ thì tự nhiên lại có điện. Ơ, vui thế nhở. Thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nói thật với các bạn là dạo này cũng đang bị nghẹo. Ừ, cũng nghiện GTA lắm cơ. Nên là tôi cũng mang về một cái laptop đấy, cũng đầu tư một con chuột mới, cũng đầu tư cả lót chuột các thứ. Thế là cũng mẹ nhấc máy ra. Ừ, bắt đầu đào quạng. Mẹ vừa lên được bãi quạng lại mất điện. Ừ, đéo hiểu kiểu gì, đúng đời. Mà mạng nó chập chờn, lần đầu tiên tôi phải chơi GTA bằng mạng 3G các ông ạ. Mẹ mới đi xe cứ cà giật, thỉnh thoảng lại teleport phúc. Cố vãi đái ra, lết khoảng 15 phút lên rồi đến bãi đá, mất điện phát thì là xong. Đéo chơi nữa cho nhanh. Thế là mấy hôm rồi tôi còn chơi GTA nào đâu. Bây giờ vào chắc cả thành phố người ta giàu với mẹ hết rồi, tôi thành mẹ mà người nhà quê. Anh ọp mấy hôm mà thấy anh mũm mĩm hẳn ra. Úi dồi ôi, về nhà thì mẹ mấy hôm rồi, hôm đầu thì còn hơi bị khó ngủ một tí. Tại vì tôi bị lệch giờ, các ông hiểu không? Đến hôm thứ hai là thôi, mẹ cứ 11, 12 giờ là lên chuồng ngủ. Đéo biết làm gì cả, đéo ra ngoài đường kiểu đi uống rượu tụ tập bạn bè được. Ở nhà thì chán, mẹ béo ngủ nhanh, nó mất điện nóng đéo ngủ được. Thế là thôi ngủ, mẹ cứ ngủ xong rồi đến tầm 7, 8 giờ sáng là dậy đi ăn phở. Sống như một con người bình thường. Tự nhiên thấy người khỏe vai đái ra, kiểu cảm giác ra ngoài đời đấm nhau với thằng nào cũng thắng ấy. Thế mà về nhà thì ăn cái đéo thì cũng thấy ngon mồm, y ỉa cũng được nhiều cứt hơn. Ừ, thế nó mới vui chứ. Về dỗ bà nội tôi. Bà nội tôi tính ra được hơn 3 năm rồi, 3 năm rồi, nhanh phết. Hôm qua vừa đi đá bóng xong. Thì cái hôm mà tôi bắt đầu về là Hà Nội bắt đầu mở lại thể thao ngoài trời đấy. Thì anh em đã đi đá, mẹ tối thứ 7 tuần trước anh em đi đá trước một trận mẹ rồi. Mình tủi thân bỏ mẹ đi, hôm đấy mình đang định bảo là thôi hay là để chủ nhật hãy về. Mẹ cố buổi tối thứ 7 đi đá trận bóng. Thực sự cả các bạn là tôi đá bóng thì rất ngu. Nhưng mà tôi nghiện đá bóng lắm. Trời ơi, đang cái thời kỳ đỉnh cao phong độ của tôi. Ừ, tôi phải cống hiến lại cho mọi người chứ. Đang khẳng định được vị thế ở sân bóng. Thế là hôm qua thì là thứ 3 sân bóng mở lại, là vác giái đi đá. Thì vừa ra đến sân thì nghe thông tin là tôi có thằng bạn thân, tôi cũng không tiện nói tên đây, nó người Hải Phòng. Chào cậu. Ngày xưa nó cũng vào trong Sài Gòn, nó kinh doanh bánh mì các thứ, nó cũng nhiều nghề lắm, đa di năng lắm. Thì đợt rồi Sài Gòn dịch căng quá, thế là nó về quê, về Cao Bằng chơi, về Hải Phòng chơi. Hôm qua nghe tin là anh em đi đá bóng lại thì bắt xe khách từ Hải Phòng lên chơi. Đéo hiểu kiểu gì có thằng bắt xe khách từ Hải Phòng lên đá bóng á. Vừa ra sân thì thấy ông mẹ xách đôi giày, xong mà mẹ đi tất cao kiểu không biết. Bình thường á, bọn tôi mà đi đá kiểu đéo phải đá kiểu chuyên nghiệp sân 11 đá sân 7 thôi, thì anh em mua quả tất kiểu ngắn đến quả cổ chân này thôi, thế là được rồi, trông nó professional rồi.
Nhưng mà bạn tôi không, bạn tôi chơi quả mẹ mày tất nó lên đến tận kiểu mẹ mày hai hòn xạ ấy các bạn. Ừ hai hòn kiểu lên tận bìu mẹ luôn ấy. Lên mẹ cả dái luôn, tất khác đéo khác gì mấy đứa múa cột cả. Xong rồi bên trong này lại còn đệm thêm hai quả lót gối. Ui trông như kiểu đi đá Champions League ấy, đéo hiểu kiểu gì, trông chuyên nghiệp vãi lìn. Bảo đéo xong chuẩn bị kỹ thế anh em, đây toàn mẹ mày mấy thằng già mẹ hết rồi, đá lấy mồ hôi thôi. Mẹ ông như kiểu đi đá đồi ấy. À, không bạn ơi, mẹ phong cách đá tôi là thế, mẹ đá là phải công hiến, đá phải hết sức, đá là phải cẩn thận. Tôi vãi cả lìn ạ. À, bọn tôi thì bình thường đi đá bóng ấy, lúc đéo nào anh em vào sân là cũng cùng nhau vào khởi động các bạn. Ui khởi động chung kiểu vui vãi cả lìn ra. Nhưng mà thằng kia thì đéo. Ừ có thể là tại vì cái phong cách đá bóng ở Hải Phòng nó khác với cả phong cách ở trên Hà Nội mình. Nên là vào sân mẹ anh em thì đang mẹ 1-2 khởi động các kiểu. Ông lấy quả bóng ra ông nghịch, ông tâng, ông sút. Ờ sút thế đéo là sút bay con mẹ. Thế cái lưới của cái lưới chắn bóng của cái sân bóng tôi cao phải mẹ 15m mà nó vẫn sút qua đấy được. Ừ bóng bay mẹ theo một quỹ đạo mà tôi đéo thể tưởng tượng được, nó lao con mẹ vào một cái chậu hoa của một nhà người ta để trên tầng 3. Chậu hoa rơi xuống đường nghe choeng một cái, may quá đéo trúng ai ạ. Mẹ mặt của ông xanh như đít nhà ấy, cắt đéo ra một giọt máu. Thế là thôi anh em bắt đầu vào đá. Còn ông bạn tôi thì bắt đầu mẹ mượn một cái xe máy đi ra ngoài ngõ để dọn chậu hoa cho người ta. Ờ chán đéo chịu được luôn ạ. Nó dọn chậu hoa được khoảng 30 phút, lúc anh em đá mệt vãi cả lìn rồi thì bắt đầu mới thấy nó quay lại kiểu mệt thế à. Là bắt đầu nó mới vào đá. Vừa vào đá được một lúc ừ thì thấy ông ôm chân ông lăn mấy vòng mẹ, từ giữa sân lăn ra ngoài đường pit và bị làm sao đấy, bị bong gân. Ô kìa mẹ mày đá bóng kiểu đéo gì. Thế là thôi về Hải Phòng luôn, đéo đá nữa. Ừ bây giờ là nó mẹ chân sưng vù mẹ rồi, bó bột xong mẹ rồi. Tôi cũng đéo biết được là dạo này nó còn làm hay không, nó còn livestream livechủng hay không, nhưng mà tình hình là chân nó bị mẹ sưng vêu lên như chân voi hay không ạ. Thương lắm, nhưng đéo biết làm gì. Ừ, ai bảo đéo chịu khởi động. Ô thật, mẹ. Tí tôi cho các ông xem cái ảnh luôn. Về tôi tưởng nó bị nhẹ thôi, thấy nó cũng ngoằn ngoại lắm. Nhưng mà tôi nghĩ là tiểu thằng này nó cũng diễn. Ừ, nó cũng kiểu ngày xưa nó ở, ngày xưa nó ở công ty đéo gì nhỉ. Ừ, tôi quên mẹ công ty đéo gì của Hàn Quốc ấy. Nó được học một lớp đi diễn mà. Tôi tưởng là nó mẹ nó đau giả vờ. Về nó chụp cho tôi của ảnh. Ui chân nó sưng vù lên công ạ. Mẹ mà nó phải to bằng đéo là to này này. Đấy mẹ, dán salon pass các kiểu. À, lâu không hoạt động thể dục thể thao ấy. Công mà có mẹ mà đi đá bóng hay là có đi chạy nhảy đéo gì công phải khởi động kỹ vào. Trời ơi, tôi hôm qua tôi khởi động kỹ vãi đái ra. Mà mẹ mấy hôm nay trời Hà Nội nó oi, oi khủng khiếp luôn. Mẹ mà ra sân thở đéo thở được, ngồi đéo ngồi được. Mẹ mày bóng cả đít, sợ thật. Nhưng mà vui, lâu đéo được đá trận bóng. Đấy, hôm nào mà thấy nó livestream công vào các ông kể lại mẹ mà hỏi cho đúng, tôi kể có đúng không? Mẹ mày bắt xe khách từ Hải Phòng lên Hà Nội đá vỡ chậu hoa người ta xong rồi bóng quân đi về. Xong. Buổi bóng đá của mẹ bạn tôi như thế là kết thúc, thật là ý nghĩa, thật là vui. Hôm trước tôi nghỉ mấy hôm về thì tôi phát hiện ra là đéo hiểu sao cái máy của tôi nó bị chết mẹ một con quạt. Thế là hôm nay tôi mới nhờ các bạn ấy bê đi để làm lại hết quạt kia các thứ cho tôi luôn cho nó mượt cứt. Ừ, thế là tôi phải chơi tạm cái máy bên này. Cái máy bên này thì nó đéo có micro. Ờ, mẹ ngồi đéo hiểu kiểu gì. Thế là tôi quyết định là tôi cắm cái webcam vào để lấy cái micro ở webcam. Cắm xong rồi đến lúc mẹ mà nghe thì thôi, mẹ mà đéo khác gì kiểu anh Rông version 2 cả. Sợ đéo chịu được. Không có video, không có. Lần này tôi về tôi không mang, lần này tôi về tôi không mang một cái đồ quay gì về cả. Thì xác định là về chỉ có ngồi ở nhà không. Thì bây giờ tôi hỏi các ông là về thì quay cái đéo gì. Ừ, loanh quanh ở trong nhà không. Nhà thì quay rồi, sân vườn quay mẹ hết rồi. Mẹ đợt tôi mang cả flycam về, mẹ lượn khoảng 70+ vòng ở trên nóc nhà hết mẹ cả pin rồi. Đéo quay được gì. À có. Hôm trời nóng quá đéo biết làm gì. Thế là lấy cái phao ra bơm cho thằng Tùng xem. Thì tôi cũng có quay lại một tí clip. Nhưng mà tại vì dạo này cũng đang bận quá nên là tôi định là cứ quay để đấy khoảng năm sau edit. Thì có gì năm sau chiếu các bạn xem sau nhá. Chứ còn bây giờ thì chết. Hôm trước tôi về Hà Nội là sáng thứ 3 là tôi đã về đến Hà Nội mẹ rồi. À bình thường tôi đi, tôi lâu mà tôi không có trò gọi là mẹ đi xe ngày các bạn, tôi toàn đi xe đêm. Ờ cứ 9 giờ khoảng 7 giờ tối tôi ăn cơm xong cả nhà nghỉ ngơi một tí là tầm 9 giờ tối là tôi bắt đầu nhảy lên xe tôi té mẹ luôn các bạn. Ừ tôi lái xe một phát từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng ngày hôm sau là tôi có mặt ở nhà mẹ rồi. Đi đêm được cái thứ nhất là nó mát này, thứ hai là vợ con ngủ hết này. Ờ đỡ phải ồn chứ. Sau này các bạn có con các bạn thấy mẹ lái xe mà kiểu bọn trẻ con nó cứ ở bên cạnh nó nói chuyện xong rồi nó hò reo xong rồi nó khóc lóc các thứ. Ui đau đầu vãi đái luôn. Nên tôi toàn đi đêm.
cả lũ trẻ con nó ngủ hết, đi nó cũng dễ mà không phải dừng lại ăn các bạn. Làm mạch về nhà luôn cho nó nhanh. Dạo này có đọc báo nó nhiều vụ hot không á? Thì các bạn đọc được bao nhiêu thì tôi cũng đọc được bằng đấy, chứ tôi có biết nhiều hơn các bạn đâu, đúng không? Bây giờ thì tất cả thông tin trên mạng anh em mình đều mập mờ như nhau cả. Rồi đợi đi, tí nữa tôi cho các ông xem quả clip con Nhu Nhi tắm. Nhưng mà tại vì có một đoạn tôi lột quần nó ra xong rồi lòi cả con chim ra, tôi sợ là tại vì tôi chưa edit nên ngồi xem mà bấm tua đúng cái đoạn đấy là thôi. Bay mẹ kênh YouTube luôn đấy. À nói kênh YouTube, hôm trước tôi vừa ăn quả vụ bản quyền dã man lắm công ạ. Để tôi kể lại này. Đầu đuôi nào tôi kể khúc giữa cho các ông xem nhá. Tự nhiên một ngày đẹp trời tôi nhận được một cái email. Đọc nghe trông có vẻ uy tín và đái, vì cái đuôi email của nó không phải là đuôi email kiểu gmail.com mà đuôi email của một công ty kiểu đăng ký thế, nên là tôi đọc và tôi cũng thấy sợ. Kiểu như là hello, xin chào độ lý, bọn tao là mẹ mày thấy mày sử dụng bản quyền của nhạc của bên tao, mẹ mày mấy năm rồi mà chúng mày đéo thấy ý kiến gì cả, nếu như mày đéo liên hệ giải quyết trong vòng 7 ngày thì bố mày kiện chết mẹ mày. Ui, đọc xong kiểu hoang mang tột độ, vãi đái ra. Thế là xong thì tôi cũng có nhờ bên MeTube, tại vì nói thật cả bạn là vốn tiếng Anh của tôi là đéo có, nói thế luôn cho nhanh cho thẳng. Thế là tôi có nhờ bên MeTube là họ email lại, thì bên kia họ đơn giản thôi. Cái các bạn biết clip nào không? Clip vlog bánh mì piu piu cơ sở 2. Clip ấy được đâu đấy khoảng 12 triệu view. Thế là người ta cho một cái, thế là mail lại người ta bảo thế bè hỏi đền bù như nào, thì các bạn biết người ta tính như nào không? 12 triệu view đấy, người ta tính 5% số view đấy là người ta tiếp cận được khách hàng và người ta sẽ mua nhạc của bên nó. Ok mẹ đéo hiểu cái cách tính kiểu đéo gì vô lý vãi lìn. Chưa hết, 1.000 view ở bên nước mình tính là 30 euro. Như vậy là nhân số tiền lên, nó ra một con số đâu đấy khoảng 300 triệu tiền Việt Nam đồng. Nó rơi vào hình như là 3.000 euro. Ừ, người ta bắt tôi đền 3.000 euro. Uầy, cái kiểu đéo gì đấy, tôi đéo chấp nhận được cái kiểu đấy. Thế là mới mail lại bảo là đấy, chụp cho cái ảnh ấy. 1.000 view ở Việt Nam bọn tao được 0,0 mấy đâu. Mày nhìn lại đi, cả cái clip mẹ mà đi bánh mì piu piu đấy 12 triệu view trong vòng hơn 2 năm. Tôi chụp ảnh hẳn cho nó luôn, được khoảng 3.000 đô. Ở đấy 3.000 đô tiền quảng cáo từ trước đến giờ. Đấy mày xem đi, nếu như mà mẹ mày lấy 5% chỗ đấy nghe nó còn hợp lý. Hoặc là nếu như chia sẻ clip, tôi chấp nhận là tôi sai, tôi chia sẻ cái tiền clip đấy cho nó là tôi sẽ lấy 70, lấy 30 là theo luật bình thường là nó sẽ như thế. Đéo đồng ý. Xong người ta mail lại tôi là đấy, bây giờ thì bọn mày phải đầu tiên là bọn mày phải đền tiền, thứ hai là bọn mày phải làm mấy cái clip kiểu như là quảng cáo cho cái kênh của bọn tao để đền bù lại những cái tổn thất của mấy năm vừa rồi. Ui nghe nó bị vô lý vãi cả lìn luôn ấy. Thế là tôi mới bình tĩnh lại, tôi nghe đi nghe lại thử cái bài nhạc ấy thật kỹ ở trong đầu xem là tôi có dùng ở những cái clip nào tiếp theo hay không, có dùng ở clip khác hay không, tại vì đập ba gậy là chết kênh luôn. Sau khi nghe đi nghe lại thì tôi thấy là hình như là có mỗi clip để tôi dùng cái đoạn nhạc ấy thôi, còn lại thì không. Các ông có biết ở trên YouTube nó có quả kênh kiểu nó tên là Audio Library không? Từ đầu tôi cứ nghĩ là cái kênh đấy là kênh của YouTube và dùng nhạc thoải mái. Thì ngày xưa tôi hay như thế, tôi ngồi làm clip ấy, thì tôi hay lên mạng tôi sẽ gõ mấy cái nhạc kiểu như là Audio Background No Copyright, Music Background No Copyright đấy, ví dụ như thế. Thì tôi thấy mấy cái đấy thì tôi cứ dùng thôi. Thì tôi cứ nghĩ là nó của bên YouTube và người ta sẽ không đánh bản quyền mấy cái đấy. Thì sau tôi nghiên cứu lại tôi mới thấy là hóa ra là đéo phải, chúng nó lập một cái kênh mà kiểu giống một YouTube vãi cả lìn ạ. Và bên dưới nó để một cái dòng chữ bé giống như kiểu một con vi trùng ấy, là nếu như mày có sử dụng cái nhạc này thì mày phải để cái link của bọn tao ở đấy. Đấy kiểu như thế. Thì tôi đéo để ý cái đấy, thì cái đấy tôi sai thật. Thì sau khi nó đánh lại thì nó đền bù đấy cũng đéo hợp lý. Vì sau đi lại thì sau tôi quyết định là thôi, bây giờ mình chấp nhận là để người ta đánh gậy mình đi cũng được, tại vì mình đã có phương án đền bù rồi nhưng người ta không đồng ý và cái số tiền người ta đưa ra là vô lý quá, tôi không chịu. Nên là thà tôi bị đánh một gậy ở trên YouTube còn hơn là mẹ mày tôi cứ phải đi quảng cáo nó kiểu đấy, đéo làm. Về sau đi lại thì về sau là tôi mất khoảng 1.600 khoảng đấy 1.600 đô, 1.600 đô khoảng 30 mấy triệu tiền đền bản quyền nhạc cho người ta. Đèn vãi đài thể đúng đời. Nhưng mà nói chung là cũng xong rồi, mình đỡ đau đầu các bạn ạ. Mệt vãi đài. Anh xóa video là được á? Thực ra xóa thì cũng được thôi, nhưng mà làm thế nó không tốt các bạn. Thì bây giờ nghĩ đi nghĩ lại thôi, nhiều người sẽ giải quyết một cách rất là đơn giản, đấy là kiểu xóa mẹ mà clip đi, thế là xong mày làm đéo được tao. Nhưng mà cái câu chuyện, cái thực tế câu chuyện ở đây là mình sai từ đầu khi mình sử dụng nhạc của người ta và mình không đọc kỹ thông tin, đúng không? Và cái hành động mà nếu như mình xóa clip đi là một hành động lấp liếm và là cái kiểu như là chống đối. Mày làm được gì bố mày, tôi không thích cái kiểu đấy.
Cái nào sai thì mình nhận và mình giải quyết luôn cho nó xong. Cái quan trọng là giải quyết nó phải hợp lý, đừng có đòi hỏi quá đáng quá, thế thôi. Tôi cũng trình bày, tức là tôi kể cho các bạn thì nghe nó gắt thế thôi, nhưng mà thực ra là bọn tôi email kiểu nói chuyện nó rất là lịch sự, rất là thẳng thắn, là ừ bọn tao sai thì bọn tao có sẽ đền bù, nhưng mà phải đền bù nó hợp lý một tí. Xóa video á, vẫn phải xóa, tại vì theo cái điều khoản là tôi đền bù xong là người ta vẫn bắt tôi là phải private cái video đấy vào, chứ không phải public, không phải xóa, mà tôi private lại, tại vì tôi có nói với nó đấy là những video kỷ niệm mà, thì nó bảo là thế thì đóng mà thôi. Thế thôi. Còn cái vụ mà gần đây đang hot ở trên mạng ấy, tôi thấy các bạn spam hơi bị nhiều, các bạn lại còn donate, và nếu như mà tôi đã cố tình tôi không đọc rồi lại còn donate xong rồi là bật caplock lên, thì tôi chia sẻ thật với cả các bạn về quan điểm cá nhân tôi như này. Cái chuyện mà trên mạng mà người ta có tranh cãi gì hay là có vụ gì hot ý, thì cái việc mà các bạn spam ở đây là điều không nên, mà tôi đã nói rất là nhiều lần rồi. Tiếp theo, tôi cũng là một người tiếp cận thông tin như các bạn mà thôi. Cũng chỉ là người kiểu xem trên mạng, đọc ở trên báo, xong người này nói, người kia nói thế này, nên là tôi sẽ không đánh giá hay tôi không bình luận gì cả. Tất cả đều có cơ quan chức năng hay là có mọi người, người ta vào cuộc hết rồi, dần dần. Các bạn ngồi spam đây làm béo gì cả. Tôi mở mồm ra mà tôi nói nhỡ mồm cái gì, người thiệt là tôi chứ đéo phải là các bạn. Nên là tôi không ngu. Cái này chia sẻ thật với cả các bạn là như thế nhá, thẳng thắn với nhau nhá. Tôi không trách gì các bạn cả. Nhưng mà nếu như mà tôi nói cái gì mà lỡ mồm đi, hay là tôi nói cái gì mà không đúng sự thật đi, hay là chưa được xác nhận đi, thì có phải là tôi là một thằng bị thiệt không? Về cả hình ảnh của tôi, về cả tài chính của tôi, về cả cái công việc của tôi. Sau này người ta bảo ờ mẹ mày đúng là kiểu mẹ mày thằng ngu, mẹ mày một câu lỡ mồm thôi là mẹ mày bay cả sự nghiệp. Tôi không phải là người thế các bạn, tôi không muốn như thế đâu, tôi sợ lắm. Nên là mong là các bạn đừng spam hay đừng hỏi tôi về bất cứ những cái vấn đề gì kiểu nhạy cảm như thế. Tôi sẽ đéo trả lời đâu. Mà nếu như lần sau các bạn hỏi tôi có trả lời, tôi sẽ trả lời y hệt như thế này. Hoặc là tôi sẽ cắt đúng cái đoạn này ra để tôi để sẵn vào cái stream deck. Đấy, nhưng mà các bạn hỏi tôi lại bấm lên để cho cái thằng Độ ở trong quá khứ nó nói hộ tôi đỡ phải nói nữa, mỏi mồm lắm. Nhá, thật, chia sẻ thật sự là như thế. Đây, cho xem mấy quả clip con sói về quê đây. Ui, bọn trẻ con nhà tôi nó về quê kiểu nó bị thích về đài ấy, cứ đòi về Cao Bằng suốt ấy. Về có cái sân rộng, đúng không, chơi được. Đây, quả sân nhà tôi này. Xoay. Bố bảo không động vào ghế mà. Con đấy. À, cái phao này như là ngày xưa vợ tôi mua bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi không nhớ lắm, mua ở Cao Bằng luôn. À, mùa hè mà có cái phao này kiểu là, bây giờ là khoảng 9 giờ sáng nếu như tôi nhớ không nhầm ấy. Thì ngày xưa tôi cho bọn trẻ con nó bơi một lần rồi. Xả nước vào cho nó bơi luôn, bị lạnh lắm. Nên là bây giờ tôi chơi cái trò đấy là tầm sáng sớm ra một cái là tôi sẽ bơm cái phao này lên, xong tôi xả hết nước vào, tôi để phơi nắng ở đấy. Xong đến tầm chiều 5 giờ, 5 rưỡi tắt nắng đi, tôi cho bọn trẻ con ra bơi là vừa. Là nước nó sẽ ấm đủ, vừa đủ các bạn ạ. Ừ, cái sân nhà tôi được cái rộng mà. Thích, bọn trẻ con chơi thích á. Ơ kìa. Ui. Bây giờ tôi mới thấy cảnh này luôn đấy. Thằng này giỏi. Ơ kìa, đẹp dài thế nhở. Thử nha, tôi tắt thử tiếng đi xem nghe thấy thằng Tùng nói gì. Đấy, tiếng thằng cáo ấy. Không do sở điện nhá. Ui ôi. Mẹ mày bơm cái bơm mày lâu dã man thề, bơm phải mất một tiếng mới bơm xong cái phao này. Đấy. Ôi hiểu rồi, tôi bị con sâu ngứa các ông ạ. Mẹ tôi về quê tôi sợ nhất là sâu, tại vì tôi nhá, mẹ nhìn thấy con sâu tôi đã bị ngứa mẹ rồi. Ồ, đéo nói là động vào. Hôm trước cái phao này của tôi để trong một cái bao tải, thế là tôi bê cái bao tải lên quệt phát chân thôi. Đây, chân tôi bây giờ vẫn bị còn chưa hết. Sợ vãi cả đái xong, nó ngứa đéo chịu được ấy. Mắc cái gì? Ơ, có mấy cái cảnh con nhu nhi nó đi xe máy đâu nhỉ? Ừ, nó như kiểu con sâu giòm ấy. Đấy, bơm lâu, lâu vãi cả cướp ra. Tùng ơi, bố bảo Tùng sói, ở đây có cái tổ ong con không được lại gần nhá. Ở đéo hiểu sao nhà trước cửa nhà có luôn quả tổ ong ạ. Đấy, con thấy tổ ong chưa? Con thấy tổ ong chưa? Không được lại gần đâu nhá. À, nhiều ong vãi đái luôn.
không nên đến đấy. Về quê sợ nhất kiểu mấy cái con ong này, rắn này, xong rồi chuột này, nhiều dã man. Đấy, bơm lên thì nó sẽ như này không ạ? Ừ, trông thế to phết nhá. À, mình nhìn mình còn thích tắm nữa là. Đấy. Đấy, xong rồi sẽ xả nước vào như này này. Đấy. Ô, cảm ơn các bạn mới donate nhá. Đấy, xong tôi sẽ phơi nắng như thế này các bạn. Phơi một phát tầm trưa cho đến tầm 5 giờ chiều tắt nắng cái cho bọn trẻ con xuống tắm là vừa. Hợp lý. Ngồi đây về. Đâu? Đâu? Sao tay con lại bị ốm được? Đâu có xem nào. Tay bị ốm. Cái này là bị con muỗi đốt con ạ. Tại sao? Thì tại vì con hư nên là con muỗi đốt con đúng không? Nào Nhu Nhi đi vào trong nhà đã. Cái thằng Nhu Nhi này từ lúc bơm, tôi bơm cái phao ở lên cho nó mà cứ lượn lờ kiểu cứ rình rình được sục tắm ấy. Nhu Nhi, mà các con biết cái cảm giác của bọn trẻ con nó bị háo hức ấy. À, bảo bơm cái phao lên xong rồi đổ nước vào ấy, xong chiều được tắm ấy, không thằng nào ngủ cả. Ờ chúng nó cứ nằm chúng nó chơi háo hức đợi đến giờ được đi bơi. Buồn cười vậy. Từ từ chưa được. 3, 4. Ok rồi, con vào đi. Trời ơi. Bỏ cái dép ra. Bỏ dép ra đây, bỏ ra ngoài đi. Ok được rồi. Có lạnh không con? Có lạnh không? Ờ không lạnh đâu. Bế nó vào con ơi. Thằng này từ đầu nó còn sợ, về sau kiểu ôi, cho nó vào đi được mà. Sao đâu. Bảo lên nó còn khóc ấy. Vào nhá. Vào nhá. Nào. Tùng không được xô em ngã đâu nhá. Tùng nghe chưa? Được, kệ nó. Bà đứng đây mà. Giờ nó mới quen. Đấy, lại thích rồi. Thả dần mấy cái ngoài rồi, cái nước ra ngoài rồi. Cái đoạn này nó cũng hơi nghiêng. Đây. Kéo, không thích nhở. Để nha, để tôi xem có cái nào mà thằng Nhu Nhi nó. Đây, đấy, không phải nó hết sợ ở đây các bạn. Trông ghét vậy đấy. Thì thằng này trông dở hơi ấy. Nó hay xem phim siêu nhân ấy. Ừ, bọn siêu nhân nó hay đấm xuống đất xong rồi cát bụi nó bay lên ấy. Bố xin lỗi. Ô, thằng cáo nhà tôi tóc nó dài lắm rồi mà tôi chưa biết cắt cái kiểu gì cho nó hợp lý. Tóc trên nó dài ngoằng ấy. Thỉnh thoảng ông lại liếm nước ạ. Ờ, chả hiểu kiểu gì. Buồn cười vậy. Nào Tùng ơi, bắn. Con còn mấy mẫu. Con còn mấy mẫu. Con còn mấy trái tim. Không có nhiều trái tim. Ngon ngon. Ngon 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 ngon. Trái tim à. Đúng không? Đúng. Buồn cười. Ui, cái thằng cáo ấy, kiểu trông nó còn mũm mĩm mà thích ấy. Thằng Tùng nhà tôi kiểu nuôi bao nhiêu năm nay rồi vẫn 15 cân không ạ. Ồ. Thằng em sắp to bằng thằng anh rồi. Em thấy thôi, không tí tua tua một lúc là anh em mình sẽ đến cái đoạn nó cười chuồng ấy, không được đâu các bạn. Đây có mấy cái ảnh. Ờ, mai up cái ảnh lên cái chúa tể bể bơi cái. Ờ, cái này được. Không, cái này là cáo xấu. Cái này mặt tôi, vợ tôi lại xấu. Này, thằng cáo lại quay đi rồi. Ờ, cái này trông có vẻ hợp lý này. Dạ.
Mai edit lại cái này cái xong up cái này lên này. Hê. Lộ hàng á? À? Lộ đâu? Lộ đâu một lộ? Anh đẹp trai thế á? À? Không, không phải tôi. Trời ơi, đừng khen thẳng như thế. Nói giản giản đi một tí cho người ta đỡ ngại đi. Uầy, đáng yêu rồi này.